Hello everyone, xin chào quý anh chị và các bạn. Để thi quốc tịch Mỹ thành công thì trong chuỗi video hướng dẫn về nội dung các câu hỏi để thi quốc tịch, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng phần. Đối với video hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào phần lớn thứ hai, đó là phần American History, tức là phần lịch sử nước Mỹ. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần đầu tiên là phần A, Colonial Period and Independence, có nghĩa là thời kỳ thuộc địa và độc lập. Các video tôi thiết kế sẽ dựa trên phương pháp học đầu tiên là những video hướng dẫn thật chi tiết bằng cách dựa vào những cụm từ khóa trong câu hỏi để chúng ta có thể hình dung ra những câu hỏi cơ bản với những cụm từ nào. Và đồng thời, ở câu trả lời, chúng ta sẽ cùng nhau học và đọc bằng cả phiên âm quốc tế và phiên âm tiếng Việt. Khi đã thành thạo và nhuần nhuyễn nội dung câu hỏi, thì chúng ta sẽ thực hành trên video toàn bộ bằng tiếng Anh với chất giọng của người bản xứ để hình thành phản xạ nghe nói phù hợp trong lúc thi phỏng vấn. Câu thứ 58. What is one reason colonists came to America? What is one reason colonists came to America? Câu này có nghĩa là một lý do khiến những người thực dân đến Mỹ là gì? Thì quý anh chị có thể chọn ra một lý do bằng những cụm từ ở câu trả lời. Một trong những cụm từ đó là freedom. Freedom có nghĩa là tự do. Political liberty. Political liberty. Tự do chính trị. Religious freedom. Religious freedom. Tự do tôn giáo. Economic opportunity. Economic opportunity. Cơ hội kinh tế. Practice their religion. Practice their religion. Thực hành tôn giáo của họ. Escape persecution. Escape persecution có nghĩa là thoát khỏi sự đàn áp. Thì đối với câu này, câu hỏi chỉ yêu cầu là one reason, một lý do. Thì theo cá nhân mình nghĩ, từ freedom, freedom là từ đơn giản và dễ nhớ nhất để trả lời cho câu hỏi này. Đối với câu hỏi này thì cụm từ khóa gần như quan trọng nhất đó là colonists. Colonists, những người thực dân. Came to America, came to America, đến nước Mỹ. One reason, một lý do. What is là gì? Câu số 59. Who lived in America before the Europeans arrived? Who lived in America before the Europeans arrived? Câu này có nghĩa là ai sống ở nước Mỹ trước khi người châu Âu đến? Thì để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có hai ý. Ý thứ nhất, American Indians. American Indians. Câu này có nghĩa là người Ấn gốc Mỹ. Ý thứ hai, Native Americans. Native Americans có nghĩa là người Mỹ bản địa. Đối với câu hỏi này, chúng ta sẽ tập trung vào những cụm từ khóa. Thứ nhất là từ để hỏi who live. Who live có nghĩa là ai, ai sống. In America, ở Mỹ. Before, before, trước khi. The Europeans arrived, the Europeans arrived, có nghĩa là người châu Âu đến. Thì đối với câu này, cả cụm rất quan trọng đó là before the Europeans arrived, before the Europeans arrived và who live. Who live? Câu số 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? What group of people was taken to America and sold as slaves? Câu này có nghĩa là nhóm người nào bị đưa sang Mỹ và bán làm nô lệ? Thì để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể trả lời bằng một trong hai cụm từ. Thứ nhất là Africans. Africans có nghĩa là người châu Phi. Thứ hai, chúng ta có thể trả lời bằng cụm từ people from Africa. People from Africa có nghĩa là những người đến từ châu Phi. Đối với câu hỏi này, chúng ta cũng sẽ tập trung vào những cụm từ khóa. Thứ nhất là what group of people. What group of people có nghĩa là những nhóm người nào. Was taken.
West Texan được đưa sang America, Mỹ. Son as slaves, có nghĩa là bán làm nô lệ. Thì cụm từ quan trọng nhất đó là son as slaves và what group of people. Son as slaves có nghĩa là bán làm nô lệ và what group of people, nhóm người nào. Câu hỏi thứ 61. Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight the British? Có nghĩa là tại sao thực dân lại đánh lại người Anh? Thì để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ có những ý như sau. Thứ nhất, because the high taxes, taxation without representation. Because of high taxes, taxation without representation, có nghĩa là bởi vì thuế cao, thuế không có đại diện. Thứ hai, because the British army stay in their houses, boarding, watering. Because the British army stay in their houses, boarding, watering, có nghĩa là bởi vì quân đội Anh ở trong nhà của họ. Và ý thứ ba, because they didn't have self-government. Because they didn't have self-government, có nghĩa là bởi vì họ không có chính quyền tự trị. Thì đối với câu hỏi này, chúng ta sẽ tập trung vào từ để hỏi why, tại sao. The colonists, những người thực dân, fight, chống lại hay là đánh lại the British, người Anh. Và quan trọng nhất đó là cụm từ fight the British and why. Câu số 62. Who wrote the Declaration of Independence? Who wrote the Declaration of Independence? Có nghĩa là ai đã viết tuyên ngôn độc lập? Thì đối với câu này, chúng ta sẽ trả lời là Thomas Jefferson. Câu này đơn giản, chúng ta chỉ cần nêu tên là được. Và chúng ta sẽ tập trung vào cụm từ khóa who wrote, ai viết. Declaration of Independence, đây là cụm từ mà chúng ta rất là quen thuộc trong những câu hỏi đầu tiên, đó là tuyên ngôn độc lập. Câu số 63. When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? Câu này có nghĩa là tuyên ngôn độc lập được thông qua khi nào? Chúng ta sẽ trả lời là July 4, 1776, có nghĩa là ngày 4 tháng 7 năm 1776. Đối với câu hỏi này thì cụm từ quan trọng nhất đó là Declaration of Independence adopted. Declaration of Independence là tuyên ngôn độc lập. Adopted, thông qua. When, khi nào. Câu số 64. There were 13 original states, name 3. There were 13 original states, name 3. Có nghĩa là có 13 tiểu bang đầu tiên, hãy nêu tên 3 tiểu bang. Thì ở đây có những câu trả lời đầy đủ. Tuy nhiên, câu hỏi chỉ yêu cầu 3 tên, thì quý anh chị có thể chọn ra những tiểu bang quen thuộc với mình và học thuộc lòng chính xác 3 tiểu bang đó. Ý kiến riêng của mình thấy những tên sau đây sẽ dễ nhớ và khá là quen thuộc với chúng ta. Thứ nhất, New York. Thứ hai, Maryland. Thứ ba, Virginia. Ngoài ra, các anh chị nếu thấy quen thuộc ở những bang khác thì các anh chị có thể chọn đọc những tên khác sao cho chúng ta có thể dễ dàng trả lời câu này. Có thể là New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland,
Virginia, Virginia, North Carolina, North Carolina, South Carolina, South Carolina, Georgia, Georgia. Đối với câu hỏi này thì chúng ta sẽ tập trung vào cụm từ khóa lớn nhất, đó là 13 original states, 13 original states, 13 tiểu bang đầu tiên. Và chúng ta nghe thật kỹ câu yêu cầu trả lời. Name 3, name 3, kể tên 3. Câu số 65, what happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? Câu này có nghĩa là điều gì đã xảy ra tại hội nghị lập hiến? Thì để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ có một trong những ý như sau. Thứ nhất, the Constitution was written. The Constitution was written có nghĩa là hiến pháp đã được viết ra. Hoặc chúng ta cũng có thể trả lời bằng ý sau đây. The Founding Fathers wrote the Constitution. The Founding Fathers wrote the Constitution có nghĩa là các nhà sáng lập đã viết ra hiến pháp. Thì đối với câu này, chúng ta sẽ tập trung vào cụm từ để hỏi quan trọng, đó là what happened. What happened? Điều gì đã xảy ra? Constitutional Convention. Constitutional Convention có nghĩa là hội nghị lập hiến. Câu số 66. When was the Constitution written? When was the Constitution written? Câu này có nghĩa là hiến pháp được viết khi nào? Thì đối với câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời năm viết hiến pháp. 1787. 1787. Câu này có nghĩa là hiến pháp được viết ra vào năm 1787. Đối với câu này, chúng ta sẽ tập trung vào cụm từ chính. Thứ nhất đó là Constitution written. Constitution written, hiến pháp được viết. When, when, khi nào? Câu số 67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Câu này có nghĩa là các tài liệu về chủ nghĩa liên bang ủng hộ việc thông qua Hiến pháp Hoa Kỳ. Hãy kể tên một trong những người viết hay là một trong những tác giả. Thì đối với câu này, chúng ta có thể chọn ra một tác giả trong những tác giả được liệt kê dưới đây để trả lời. Thứ nhất có thể là James Madison, James Madison, Alexander Hamilton, Alexander Hamilton. Thứ ba là Chauncey, Chauncey. Và thứ tư là Publius, Publius. Đối với câu hỏi này thì chúng ta sẽ dựa vào từ khóa quan trọng. Thứ nhất đó là Federalist Papers. Federalist Papers là những tài liệu về chủ nghĩa liên bang. Và thứ hai là support. Support là ủng hộ. The passage, việc thông qua. Constitution, Constitution, hiến pháp. Và quan trọng nhất là câu yêu cầu trả lời. Name one of the writer. Name one of the writer. Kể tên một trong những tác giả đó. Câu số 68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Câu này có nghĩa là một điều mà Benjamin Franklin nổi tiếng là gì? Thứ nhất, US diplomat. U.S. diplomat có nghĩa là nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Thứ hai, oldest member of Constitutional Convention. Oldest member of Constitutional Convention có nghĩa là thành viên lớn tuổi nhất của hội nghị lập hiến. Ý thứ ba, first postmaster general of the United States. First postmaster general of the United States, tổng giám đốc bưu điện đầu tiên của Hoa Kỳ. Ý thứ tư, writer of Poor Richard's Almanac. Writer of Poor Richard's
Almanac, có nghĩa là tác giả cuốn niên lịch của Richard. Và ý cuối cùng, started the first free library. Started the first free libraries, có nghĩa là bắt đầu các thư viện miễn phí đầu tiên. Đối với câu hỏi này, chúng ta sẽ tập trung vào tên nhân vật được hỏi, đó là Benjamin Franklin. Và thứ hai, famous for, nổi tiếng về. What is, là gì? One thing, là một điều. Và hai cụm quan trọng nhất đó là tên nhân vật Benjamin Franklin và thứ hai là famous for. Câu số 69. Who is the father of our country? Who is the father of our country? Câu này có nghĩa là người cha của đất nước chúng ta là ai? Thì câu này chúng ta sẽ trả lời là George Washington. Và đối với câu hỏi này thì chúng ta tập trung vào cụm từ quan trọng nhất được đặt trong ngoặc kép, đó là father of our country, tức là người cha của đất nước chúng ta. Và từ để hỏi who is là ai. Câu số 70. Who was the first president. Câu này có nghĩa là tổng thống đầu tiên là ai? Tương tự câu trước đó là câu số 69, chúng ta sẽ trả lời là George Washington. Đối với câu hỏi này, chúng ta sẽ tập trung vào cụm từ quan trọng, đó là the first president, tổng thống đầu tiên. Who was là ai? Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn tập và học chi tiết câu hỏi của phần A thuộc phần 2 American History. Phần A là phần Colonial Period and Independence, thời kỳ thuộc địa và độc lập. Đối với những bài học đầu tiên này thì chủ yếu chúng ta phải định hình các cụm từ khóa trong từng câu và cố gắng đọc được câu trả lời. Có thể bằng phiên âm quốc tế thì càng tốt, nếu không thì chúng ta phải cố gắng đọc được bằng phiên âm tiếng Việt để tạo thành câu trả lời cho riêng mình. Khi thành thục những nội dung về phần hướng dẫn chi tiết, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành trên những bài thi mẫu, bài thi được xáo trộn, nhặt ra từ những câu hỏi chung. Và quan trọng hơn hết là phải kiên trì nghe đi nghe lại nhiều lần. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận thêm nhiều bài học thú vị nữa nhé.